Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách cánh diều, bài tập cuối chương 3, phần tiếp theo. Rồi, các em có thể theo dõi toàn bộ video về môn toán lớp 8 sách cánh diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Trong video hôm nay, các em sang bài tập số 4, cho hai hàm số y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3, y bằng 2x trừ 2. Câu E: vẽ đồ thị của hai hàm số đó trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Rồi, trước hết là đường thẳng y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3 đi qua hai điểm nào? Nó đi qua rất nhiều điểm, nhưng chúng ta chỉ ra hai điểm đặc biệt mà nó đi qua. Rồi, để xác định điểm đặc biệt thứ nhất thì các em cho x bằng 0. Được chưa? Các em cho x bằng 0, x bằng âm 1, x bằng 1, x bằng âm 2, x bằng 2. Cái điểm nào nó phù hợp thì các em lấy. Ví dụ các em cho x bằng 0, thay vào đây ta tìm được y bằng 3. Ta gọi điểm này là điểm P. Hoặc là các em cho y bằng 0, thay vào đây ta tìm được x bằng 6. Ta gọi là điểm này là điểm E, cho nó phù hợp với câu B. Đường thẳng y bằng 2x trừ 2 đi qua hai điểm đặc biệt nào? À, ta cho x bằng 0, thay vào đây ta tìm được y bằng âm 2. X bằng 0, y bằng âm 2. Chúng ta gọi điểm này là điểm Q. Cho y bằng 0, thay vào đây ta tìm được x bằng 1. Được chưa? X bằng 1, y bằng 0. Ta gọi điểm đặc biệt này là điểm B, cho nó phù hợp với câu B. Rồi, trước hết là các em xác định điểm P này. X bằng 0, y bằng 3. X bằng 0 thì điểm P nó sẽ nằm trên trục tung tại y bằng 3. Điểm P đây. Các em nhớ nha, x bằng 0 thì điểm nằm trên trục tung, còn y bằng 0 thì điểm nằm trên trục hoành. Điểm E, x bằng 6, y bằng 0. Y bằng 0 thì điểm nó nằm trên trục hoành tại x bằng 6. Đây chính là điểm E. Bây giờ các em chỉ cần kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm này, thì đây chính là đồ thị của hàm số y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3. Tiếp tục các em xác định điểm Q. X bằng 0 thì điểm Q nằm trên trục tung tại y bằng âm 2. Y bằng âm 2. Điểm Q đây. Điểm B, x bằng 1, y bằng 0. Y bằng 0 thì điểm B nằm trên trục hoành tại x bằng 1. Tại x bằng 1. Điểm B đây. Bây giờ các em chỉ cần kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm này, thì đó chính là đường thẳng y bằng 2x trừ 2. Được chưa? Câu B, gọi AB lần lượt là giao điểm của đường thẳng y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3, y bằng 2x trừ 2 với trục hoành. Rồi, A là giao điểm của đường thẳng y bằng trừ 1 phần 2x cộng 3 với trục hoành. Và ở trên chúng ta đã chỉ được điểm A có tọa độ là x bằng 6, y bằng 0. B là giao điểm của đường thẳng y bằng 2x trừ 2 với trục hoành. Và ở trên chúng ta đã cũng chỉ được điểm B có tọa độ là x bằng 1, y bằng 0. C là giao điểm của hai đường thẳng đó. C là giao điểm của hai đường thẳng đó. Tiếp theo là các em tìm tọa độ của điểm C. Điểm C là giao điểm của hai đường thẳng này. Như vậy điểm C vừa thuộc đường thẳng thứ nhất và vừa thuộc đường thẳng thứ hai. Chính vì vậy mà tung độ của hai đường thẳng này nó phải bằng nhau. Điểm C có hoành độ là nghiệm của phương trình. Ta cho tung độ bằng nhau để tìm hoành độ.
trừ 1 phần 2x cộng 3 bằng 2x trừ 2. Rồi, ta tìm được là trừ 1 phần 2x chuyển sang đây. Ta có 2x cộng với 1 phần 2x bằng 5 phần 2x. Âm 2 chuyển sang đây. Ta có 3 cộng với 3 cộng với 2 bằng 5. Suy ra x bằng 2. X bằng 2, muốn tìm tung độ thì các em thay vào một trong hai đường thẳng này để các em tìm y. Ví dụ chúng ta thay x bằng 2 vào y bằng 2x trừ 2 thì ta có y sẽ bằng 2 nhân 2 trừ 2 và bằng 2. Do đó điểm C có tọa độ là x bằng 2, y bằng 2. Bây giờ các em tính diện tích của tam giác ABC. Tính diện tích của tam giác ABC. Các em tính diện tích của tam giác màu vàng này. Các em biết rồi. Diện tích của tam giác thì bằng 1 phần 2 cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng. Để thuận tiện thì các em gọi hình chiếu của C trên trục OX là điểm H. H là hình chiếu của C trên OX. Như vậy CH chính là chiều cao của tam giác này. Cụ thể là CH nó bằng 2. Ở đây đề bài cho là đơn vị trên các trục số là cm. Như vậy CH bằng 2 cm. Gọi H là hình chiếu của C trên trục OX. Ta có CH bằng 2 cm. AB bằng, muốn tính độ dài của AB thì các em lấy hoành độ của điểm cuối trừ đi hoành độ của điểm đầu, hoặc là hoành độ của điểm đầu trừ đi hoành độ của điểm cuối. Các em đặt trong dấu giá trị tuyệt đối. Ở đây thì các em lấy 6 trừ 1 hoặc là 1 trừ 6, đặt trong dấu giá trị tuyệt đối và bằng 5 cm. Tam giác màu vàng này có chiều cao là CH bằng 2 cm, cạnh đáy tương ứng là AB bằng 5 cm, thì suy ra diện tích của tam giác ABC là diện tích của tam giác ABC bằng 1 phần 2 cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng, tức là AB nhân với CH. 1 phần 2 AB nhân CH bằng 1 phần 2. AB bằng 5, CH bằng 2. 1 phần 2 nhân 5 nhân 2 và bằng 5 cm vuông. Vậy diện tích của tam giác ABC bằng 5 cm vuông. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5, câu E. Biết rằng với x bằng 3 thì hàm số y bằng 2x cộng b có giá trị là 11. Tìm b và vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được. Vì x bằng 3 thì hàm số y bằng 2x cộng b có giá trị là 11. Cho nên các em thay x bằng 3, y bằng 11 vào đây để chúng ta tìm b. Ta có 11 bằng 2 nhân x, tức là 2 nhân 3 cộng với b. 11 bằng 6 cộng b. Suy ra b bằng 11 trừ 6 và bằng 5. Vậy hàm số tìm được là y bằng 2x. 2x cộng b bây giờ là 2x cộng với 5. Tiếp theo là các em vẽ đồ thị của hàm số này. Đầu tiên là các em xác định hai điểm đặc biệt nó thuộc cái đường thẳng này. Tìm điểm đặc biệt thì các em cho x bằng 0. Nếu mà không thấy hợp lý thì các em cho x bằng âm 1, x bằng 1, x bằng 2 hoặc là x bằng âm 2. Được chưa? Ví dụ ở đây x bằng 0, thay vào đây ta tìm được y bằng 5. X bằng 0, y bằng 5. Ta gọi điểm này là điểm M. Điểm đặc biệt thứ hai. Nếu các em cho y bằng 0
thì ta tìm được x bằng âm 5 phần 2. Âm 5 phần 2 thì khi biểu diễn nó không nó không hợp lý lắm, nó không thuận tiện lắm, được chưa? Vậy các em cho x bằng 1 thay vào đây thì ta tìm được y bằng 7. Các em không thích thì các em cho x bằng âm 1, x bằng âm 1 thay vào đây ta tìm được y bằng 3. Ta gọi điểm này là điểm N. Rồi x bằng 0 thì điểm M nó nằm trên trục tung tại y bằng 5. Đây chính là điểm M. X bằng âm 1, âm 1 đây, các em gióng lên, y bằng 3, 3 đây các em gióng sang. Hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm N. Bước tiếp theo là các em chỉ cần vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm này là xong. Đây chính là đường thẳng y bằng 2x cộng 5. Rồi các em biết là cái đường thẳng này nó cắt trục hoành tại điểm x bằng bao nhiêu không? Cho y bằng 0 ta tìm được x bằng âm 5 phần 2. Đây chính là điểm âm 5 phần 2 này. Tiếp theo là các em sang câu B. Biết rằng đồ thị của hàm số y bằng ax cộng 6 đi qua điểm A có tọa độ là x bằng âm 2, y bằng 2. Tìm A và vẽ đồ thị của hàm số với giá trị A vừa tìm được. Rồi trước hết là các em tìm A. Vì đồ thị của hàm số y bằng ax cộng 6 đi qua điểm A có tọa độ là x bằng âm 2, y bằng 2, cho nên các em thay x bằng âm 2, y bằng 2 vào đây thì ta có y bằng, tức là 2 bằng A nhân x, A nhân với âm 2 cộng với 6. Rồi từ đây ta suy ra, chuyển 6 sang bên đây, ta được âm 4. 2 trừ 6 bằng âm 4. A nhân âm 2 bằng âm 2A. Vậy ta suy ra A bằng 2. Do đó hàm số tìm được là y bằng 2 nhân x cộng 6. Bước tiếp theo là các em vẽ đồ thị của hàm số này. Đường thẳng y bằng 2x cộng 6 đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất, các em cho x bằng 0, ta tìm được y bằng 6. Ta gọi điểm này là điểm P. Điểm thứ hai, chúng ta cho y bằng 0, thay vào đây ta tìm được x bằng âm 3. X bằng âm 3, y bằng 0. Ta gọi điểm này là điểm Q. Rồi các em không thích thì các em cho x bằng âm 1 thay vào đây, ta tìm được y bằng 4. Được chưa? Rồi x bằng 0, y bằng 6. Vậy điểm P nằm trên trục tung tại y bằng 6. Điểm P đây, y bằng 0 thì điểm Q nó sẽ nằm trên trục hoành tại x bằng âm 3. Điểm Q đây. Bây giờ các em chỉ cần kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm này thì đây chính là đường thẳng y bằng 2x cộng 6. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.